chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ về những cái hành động của một người đàn ông hèn kém. Các bạn thân mến, nếu các bạn là đàn ông thì mình hy vọng rằng các bạn sẽ tránh hết tất cả những cái điều này. Còn nếu các bạn là phụ nữ thì nếu gặp phải người đàn ông có những hành động này thì hãy chạy luôn đi các bạn nhé. Và đâu là những hành động chứng tỏ rằng anh ta rất hèn kém? Điều đầu tiên, đấy chính là anh ta coi việc tán gái như một thành tích và càng tán được nhiều, chứng tỏ anh ta càng hấp dẫn. Biểu hiện của những cái kiểu người này là rất thích khoe những cái chiến tích tán gái, rằng anh ta có bao nhiêu cô gái theo đuổi, rằng những cô gái này, cô gái kia thích anh ấy và tán anh ấy. Các bạn thân mến, đừng bao giờ nghĩ rằng kiểu đàn ông như thế này là một kiểu đàn ông hấp dẫn. Nó chỉ thể hiện rằng anh ta quá kém cỏi thôi. Tại sao? Bởi vì anh ta không đủ bản lĩnh, không đủ tử tế và không đủ tốt để có được một người phụ nữ thực sự yêu anh ấy. Không đủ tốt để thực sự chung thủy với một người con gái. Nói thật với các bạn nhé, nếu như một người đàn ông có vài cô gái, không hề chứng tỏ rằng anh ta cuốn hút, mà chỉ chứng tỏ rằng anh ta lăng nhăng thôi. Bởi vì nếu thực sự là một người đàn ông chung thủy và tử tế, một khi đã có một cô gái để yêu, anh ta sẽ không bao giờ cho cô gái thứ hai có cơ hội để tiếp cận anh ấy. Nếu các bạn làm được cái điều này ấy, khi các bạn đã có người yêu rồi, các bạn không cho người khác có cơ hội để tiếp cận các bạn ấy, thì các bạn mới là một người đàn ông thực sự bản lĩnh, khôn ngoan và có giá trị cao. Đấy, như thế mới là có giá trị cao. Còn nếu như mà cứ để cho tán rất nhiều cô gái hoặc khoe chiến tích rất nhiều cô thích mình ấy, thì chỉ chứng tỏ rằng mình kém cỏi và mình lăng nhăng vậy thôi. Cái kiểu đàn ông hèn kém thứ hai đấy chính là nói với người ngoài về cái chuyện quan hệ riêng tư của các bạn, và đặc biệt còn khiến cho cô gái của mình mất mặt nữa. Mình rất bất ngờ khi có những cái kiểu đàn ông mà khi mình thấy là các cô gái chia sẻ trong các câu chuyện với mình ấy, thì có nói rằng anh ấy đem cái chuyện riêng tư của bọn em đã quan hệ đi nói với người ngoài để người ta đánh giá em là kiểu con gái dễ dãi. Rồi em còn đau lòng hơn khi mà họ cứ cười nhạo vào em nữa. Thì các bạn thân mến, nếu gặp phải tình huống như thế này thì người đàn ông ấy chẳng có giá trị gì với bạn, cho anh ta lựa luôn đi. Anh ta muốn nói gì thì nói, muốn khoe gì thì khoe, không quan tâm nữa. Bởi vì nó chỉ thể hiện cái sự hèn kém của một người đàn ông. Một người đàn ông bản lĩnh không bao giờ phải đem cái chuyện riêng tư mình quan hệ với cô gái nào đi rêu rao với những người đàn ông khác. Người đàn ông thực thụ ấy, họ không bao giờ nhắc đến cái chuyện đấy với những người đàn ông khác, để rồi xong rồi lại còn bàn luận xem cô này hơn hay cô kia kém, hay là cười nhạo vào mặt cô ấy. Không, một người đàn ông tử tế không bao giờ làm thế. Và nếu gặp tình huống này, tránh xa ngay người đàn ông đó. Còn nếu là đàn ông thì mình khuyến khích các bạn đừng bao giờ mắc phải cái sai lầm này các bạn nhá. Kiểu đàn ông hèn kém số 3, đấy là những cái kiểu đàn ông mà quan hệ với các cô gái xong rồi bảo người ta là bạn tốt, với bảo người ta là em gái, coi người ta như em gái, coi người ta như bạn tốt, xong rồi để tiếp tục lợi dụng cái chuyện tình dục đó. Thì thực sự đây là một cái kiểu đàn ông quá là hèn. Các cô nào chưa biết thì thôi, mà biết là phải tránh xa ngay cái kiểu người này. Còn đã là đàn ông thì mình khuyến khích các bạn như thế này. Nếu như mà có lỡ quan hệ với một cô gái mà mình không có thực sự yêu, đừng nói rằng bạn tốt hay đừng nói là coi như em gái. Nếu có làm sai với người ta khi mà mình không có tình cảm thôi, mình xin lỗi người ta một câu rồi mình bước đi. Đừng lợi dụng những cô gái nữa. Vì việc lợi dụng những cô gái nó thể hiện sự hèn kém của một người đàn ông các bạn ạ. Và nếu mà là một người đàn ông thực thụ ấy, khi mà họ quan hệ xong, họ lợi dụng xong, rồi họ nói rằng bạn tốt với cả coi như em gái, người ta xấu hổ với câu nói của mình lắm. Đấy, người đàn ông tự trọng, người ta thì xấu hổ với câu nói của mình lắm. Người ta không thể nói ra, không thể phát ngôn ra cái câu đấy được. Cho nên mình hy vọng rằng các bạn sẽ không phải mắc phải những cái sai lầm này, để rồi trong mắt các cô gái thì mình là một người rất tồi tệ các bạn nhá. Kiểu đàn ông hèn kém số 4, đấy chính là anh ta đòi quan hệ với cô gái của mình trong khi cô ấy không có sẵn sàng. Thậm chí đe dọa cô gái này là sẽ chia tay nếu như mà cô ấy không cho cái chuyện đó. Thậm chí có những người đàn ông còn hèn kém đến cái độ, tức là chia tay cô gái của mình không cho cái chuyện đó, mình tức quá, mình đi ra ngoài, mình quen với những cô khác, xong rồi mình nói rằng mình chia tay cô gái của mình là bởi vì cô không cho mình ngủ với cô ấy. Cô gái khác sẵn sàng dâng hiến cho mình nên mình bỏ cô gái của mình. Đó, các bạn hy vọng rằng với cái hy vọng rằng mình kích thích cô ấy như thế, mình kích động cô ấy như thế thì cô ấy sẽ phải muốn giữ mình thì phải cho mình quan hệ. Nhưng mà các bạn không biết được rằng chính cái hành động đấy nó thể hiện một người đàn ông rất rất là hèn kém. Và người con gái nào mà tự trọng nhìn thấy người ta khinh, người ta xóa mọi liên lạc của các bạn và không bao giờ cho các bạn xuất hiện trong cuộc đời của họ luôn. Cho nên là cái tình huống như này, hành động như này đừng bao giờ có
trong cuộc sống của các bạn nhé. Bởi vì khi các bạn yêu một cô gái, hoặc khi các bạn được yêu bởi một người đàn ông tử tế, người ta có đủ tôn trọng đối với các bạn. Ngay cả khi ví dụ như họ thấy rằng họ quá cần cái chuyện đấy mà bạn lại không thể cung cấp cho họ, thì họ cũng đủ tinh tế để họ rút lui, chứ họ không bao giờ trơ trẽn để mà nói thẳng vào mặt các bạn là à, tại vì em không cho anh chuyện đấy nên anh đi với người khác, hoặc là nếu mà không có chuyện đấy thì thôi dẹp cái chuyện yêu đi. Thì không bao giờ nên ở cạnh một người đàn ông như vậy. Và là đàn ông thì đừng bao giờ có những hành động hèn kém đó. Cái này, hành động số 5 nó thể hiện một người đàn ông rất hèn kém, đấy chính là bạo hành với phụ nữ, đánh phụ nữ. Các bạn thân mến, các bạn là đàn ông, mình biết là cái sự tức giận, hoặc nếu một khi tức lên ý, thì cái cá tính của các bạn nó sẽ rất là mạnh. Cái sự tính cách đấy nó rất là mạnh, thì nó sẽ khiến cho các bạn có cái xu hướng là bạo hành, bạo lực hơn. Thế nhưng mà là một con người, chúng ta nói đến phạm trù một con người thì phải biết kiềm chế những hành động của mình, chứ không phải là cô gái của mình là người nói, không nói đến người ngoài, người yêu của mình mà mình còn đánh. Thế thì cái tư cách đàn ông để ở đâu, đúng không các bạn? Nhiều khi các bạn nam thì sẽ nói rằng ô, cô quá là vô lý, cô quá là hỗn xược, thì mình phải dạy. Các bạn thân mến, nếu mà vô lý và hỗn xược như thế, các bạn yêu cô ấy để làm gì? Nhìn thấy một cô gái như vậy, các bạn là người văn minh thì các bạn chạy đi, các bạn tìm cho mình một cô gái cũng văn minh để mà yêu. Chị yêu làm gì một cô gái hỗn xược, xong rồi các bạn phải động tay động chân, xong rồi cuối cùng là hủy hoại cả cuộc đời của mình, đúng không? Chẳng tội gì mà làm thế cả. Còn một cái lời khuyên chân thành cho mình ấy, là một người đàn ông đừng bao giờ động tay vào phụ nữ, bởi vì như thế nó sẽ khiến cho các bạn làm hạ thấp giá trị của mình, và người ta sẽ đánh giá mình là một người đàn ông rất hèn kém. Cái điều số 6 mà thể hiện một người đàn ông rất hèn kém, đấy chính là tán gái để thể hiện khả năng tán tỉnh của mình. Và quan trọng hơn là các bạn khiến cho người khác bị tổn thương. Rất là nhiều người, cả con trai và con gái, có cái thói quen là ví dụ trong cái giai đoạn mà mình chưa thực sự là rất lão luyện trong tình yêu, thì mình muốn là tìm hiểu người này người kia, mình tán tỉnh, mình thả thính để cho người ta thích mình. Xong đến khi người ta thích các bạn, người ta dành tình cảm cho các bạn rồi, thì bắt đầu các bạn phủi gối, các bạn bước đi, làm cho người ta bị tổn thương. Thì thực sự đây là một hành động rất là thất đức các bạn ạ. Đừng bao giờ làm như thế. Đừng cố tình gây thương nhớ, không yêu thì đừng gây thương nhớ. Thực sự là như thế. Hãy thể hiện cái sự tử tế và cái sự tốt đẹp của mình bằng cái việc là nếu mình thực sự chân thành với ai, mình có cảm xúc với ai, thì hãy tán người đó thôi. Chứ đừng có cứ đi tán mọi nơi. Ví dụ mình tán cô mình thích, mình không được, mình cảm thấy rằng cái trình độ tán của mình chưa tốt, mình đi tán cô khác để mình luyện, thì thực sự nó thể hiện rằng mình là một người quá hèn kém các bạn ạ. Trên đời này cái hạnh phúc và những điều tuyệt vời nó không bao giờ được xây dựng dựa trên cái việc làm người khác tổn thương hết. Cho nên mình hy vọng rằng những cái điều mình chia sẻ hôm nay các bạn sẽ không mắc phải. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.